Cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi chương trình Văn hóa giáo dục với Thanh Giang và giáo sư Trần Ngọc Dụng. Nhưng thưa quý vị, trước khi tạm ngưng thì Thanh Giang có xin giáo sư Trần Ngọc Dụng chia sẻ cùng chúng ta để biết được những cái giai đoạn mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện để trong cái suy nghĩ và ý định là để xóa đi cái ngôn ngữ trong sáng của tiếng Việt chúng ta. Thưa giáo sư, những giai đoạn đó là như thế nào ạ? Thưa cô Thanh Giang, thưa quý vị khán giả, cái mưu đồ thâm độc của người Tàu hiện nay đó, là họ muốn chiếm cái nước Việt Nam để bành trướng lãnh thổ giống như nó cố gắng từ ngàn xưa rồi. Thì quý vị coi một cái đoạn trích trong cái nghị quyết của Đảng Cộng sản, nó nói về cái vấn đề mà đào tạo con người như thế này: xây dựng được một đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật và quản lý kinh tế đông đảo vững mạnh, ngày càng hoàn chỉnh về trình độ và ngành nghề, vừa có phẩm chất chính trị tuyệt đối trung thành với Đảng, với giai cấp công nhân. Quý vị thấy khi đào tạo ra chuyên viên mà nó tuyệt đối có cái đầu óc, cái tư tưởng chính trị trước, và trung thành với Đảng, với giai cấp công nhân thì nói cho nó vui thầy, chứ còn anh giỏi hay anh dở không cần biết, miễn anh trung thành là tốt. Thì trong cái chiều hướng mà và trong cái mưu đồ muốn đồng hóa dân Việt mình, trước hết nó phải làm thế nào? Nó phải đánh sập tất cả những cái gì mà hướng thượng của chúng ta ngày xưa. Quý vị thấy như trong cái bài thơ mà của cụ Nguyễn Công Trứ nói về cái vấn đề mà con người ta phải có mấy cái câu trích của Vương Thiên Trường là: nhân sinh từ cổ thùy vô tử, lưu thủ đăng tâm chiếu hạng thanh. Quý vị thấy không? Bây giờ nó đổi thành là: nhân sinh thế thượng thùy vô nghệ, lưu đắc đăng tâm chiếu hạng thanh. Thì quý vị thấy rõ ràng không? Có người ta ai cũng chết, nhưng mà khi chết đi phải để lại cái danh tiếng, cái tiếng thơm cho muôn đời sau noi theo. Muốn có danh tiếng thì phải làm sao? Phải có cống hiến cho tổ quốc, cống hiến cho đời, cống hiến cho xã hội, cống hiến cho cộng đồng thì mới có danh tiếng. Bây giờ đổi thành con người sinh ra phải có cái nghề, khi chết đi lấy để cái nghề lại cho người khác họ noi theo, họ cũng sinh sống. Thì quý vị thấy đi từ cái chỗ mà cái ý tưởng cao siêu phục vụ nhân quần xã hội, nó xuống thành cái phục vụ cái bao tử, phục vụ cái miệng. Quý vị thấy nó cái ý của hắn, và không chỉ có một hai câu này mà rất nhiều, và họ sửa tất cả những cái gì mà tốt đẹp ở trong. Tôi có mua ba quyển Tự lực Văn Đoàn, họ in theo cái lối mới này, và tôi đọc lại, tôi dùng cái trí nhớ của tôi hồi xưa, ví dụ những cái đoạn tuyệt nó sửa một ít trong đó, rồi những cái bài thơ của Trần Tế Xương nó cũng sửa một ít trong đó, sửa vài chữ thôi, mà khi mà nó sửa như vậy, cái người sau họ học thì họ hiểu rất là đơn giản. Người sinh ra ai cũng có nghề, tôi giờ cái nghề đấy làm chi, để người sau tụi mình chết đi để cái nghề đó lại cho con cháu cũng làm cái nghề đó mình sinh sống vậy thôi, không còn cái ý tưởng cao siêu hoặc là cái lý tưởng gì nữa cả. Đó là cái giai đoạn thứ nhất nó muốn làm như vậy. Cái thứ hai, nó xóa bỏ những cái sách truyện nổi tiếng mang cái tư tưởng giống như mấy lâu nay, thưa quý vị, tôi có đeo cái tình trạng mà gọi là cái truyện Tây Du Ký, để cho quý vị có một cái khái niệm về cái Tây Du Ký. Thì những cái chuyện như vậy á, thì nó biến thành một cái lối gọi là đấu tranh giai cấp, biến thành một cái không tưởng, và khiến cho người ta trở thành là nó cái chủ trương của tác giả nó cao siêu, nó tốt đẹp bao nhiêu, thì nó biến thành một cái giành giật nhau, biến thành, mà quý vị biết người cộng sản họ chủ trương là đấu tranh giai cấp dành cho người người nghèo, mà qua bốn mươi mấy năm nó chiếm từ miền Nam đến giờ, có vị thấy có đứa nào mà đảng viên nó nghèo không? Toàn là nhà có to cửa lớn cả, xã hội chủ nghĩa đây. Tôi không biết ở đây trong số quý vị có nghe tôi có biết thế nào là socialist không, socialism không, xã hội chủ nghĩa không? Quý vị nhớ giùm em nha, xã hội chủ nghĩa không có gì tốt hết, đừng có nên theo, theo là chết. Cái khi vô trọng đó là không thể nào, may nhờ có Mỹ nó cứu mình qua đây, mình ngồi mình nói chuyện, nó có nói dốc với nhau, ở bên Việt Nam bây giờ dám ngồi mình nói chuyện này không? Không bao giờ.
Cái thứ ba, họ muốn làm hư cái tiếng Việt mình bằng cách tổng quát hóa cái ngôn ngữ. Quý vị thấy cái chữ Việt Nam mình, tiếng Việt Nam mình, nó có cái gì nó rành rõ hết, chứ không có lầm ấm một chữ. Ví dụ như chữ khả năng, chứ khả năng tiếng Việt mình chỉ có một cái là cái năng lực làm việc của anh mà thôi, chứ không có cái chữ khả năng là có thể, khả năng là có trường hợp, khả năng là nguy cơ, khả năng là triển vọng. Tất cả mọi thứ đều là khả năng tốt. Mà các đài bây giờ mọi thứ đều khả năng. Mà khả năng nó là dây cái chữ khở nẫn của tạo là thiên khở nẫn gì, tức là thiên khả năng vũ. Trời có thể mưa. Tại sao mình nói trời có thể mưa mà trời có khả năng mưa? Nè, cái việc ấy có khả năng xảy ra. Làm sao có chuyện có khả năng xảy ra được? Nhưng mà bây giờ có việc nghe trên đài không? Radio, TV, cả bao nhiêu chục đài đều có khở nẫn, thành khả năng. Quý vị thấy không nào? Đó, nó là overly generalized, tổng quát hóa một cách quá đáng, khiến cho cái tiếng Việt của mình nó mất đi cái cao đẹp của nó, mất đi cái tính chất trong sáng và rõ ràng. Đó là cái giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ tư, nhà nước sao cũng nghĩ đang làm cái gì? Đang phá vỡ cái hệ thống hay là cái kho tàng từ vựng của tiếng Việt mình. Từ là những chữ có nghĩa, vựng là xếp theo loại, danh từ là danh từ, động từ là động từ, tính từ là động từ, trạng từ là từ, ấy gọi là vựng. Còn từ là chữ có nghĩa, những chữ có nghĩa xếp theo loại của nó thì mới gọi là từ vựng. Còn nếu không thì từ ngữ là từ là word, chữ có nghĩa, ngữ là phrase, những cái chữ, những cái ngữ ghép lại thành một cái phrase. Thì họ phá hết. Phá trước hết là phá cái gì? Phá những cái cách gọi của mình. Mình có chữ phụ tá, trông có vẻ Tàu, nhưng người Tàu không có chữ phụ tá. Người Tàu không bao giờ có chữ phụ tá, họ chỉ có chữ trợ lý. Quý vị thấy không? Cái chữ phụ tá do mình chế ra, cũng như chữ mẫu tự. Chữ mẫu tự tức là chữ cái đó. Có người ta kêu là con chữ đó. Thì chữ mẫu tự là chữ mẹ, cái ký hiệu mẹ. Người Tàu đâu có cái phần ABC mà mẫu tự. Nó là graphic mà. Quý vị thấy ideographic mà. Quý vị học cái chữ an là quý vị phải biết cái chữ bộ miên dưới này, cái chữ nữ. Thì quý vị chữ nữ viết vậy, chữ an viết vậy. Thì quý vị phải chụp cái hình đó. Quý vị xong xuôi rồi quý vị mới biết ra. Nếu đâu có chữ an là A-N để mà đánh ra là chữ an đâu. Trừ khi sau này mới ra cái pinyin nhìn là bính âm á, để cốt để cho người ta đọc cho dễ thôi. Chứ mà quý vị học đến chữ an là quý vị nhìn thấy cái hình. Nó đâu có mẫu tử. Thành em đừng nói mẫu tử là chữ Tàu nha. No, cái tiếng là cái tiếng của mình. Cũng giống như thông cảm. Việt Nam mình chỉ có thông cảm. Người Tàu không có chữ thông cảm. Họ chỉ có chữ đồng cảm. Vì vậy cho nên mình đã chế những cái chữ đó dựa theo cái đó. Tương kế tự kế. Có vậy mình mới sống được sau 1.000 năm bị đô hộ chứ. Thế mà mấy chục năm bây giờ đã bị trồng đưa cái đầu vào cổ cho thằng Tàu nó níu rồi. Nó dắt đi giống như thế là cái gì đó rồi. Quý vị thấy không nè? Đó là cái ý của hắn là muốn vậy. Mình có chữ quan thuế, chứ hắn kêu là hải quan. Hải quan là gì? Đố quý vị giải thích cho tôi nghe. Hải là gì? Hải là biển đúng không? Yeah. Biển nhỏ mới gọi là hải, còn biển lớn là dương. À, nó biển Thái Bình Dương, đại biển lớn là dương, biển nhỏ là hải. Mình có Hắc Hải, Hồng Hải rồi gì đó, Địa Trung Hải. Thì còn quan là cái gì? Quan là cái cửa. Hải quan là cửa biển. Có liên quan gì đến thuế không? Không. Mình chữ thuế. Cái chữ thuế này nó thật quý vị, mình mới có đi quan thuế rồi mình có đi cái từ pháp nó qua, có chữ đoan nữa, thuế. Chứ hồi xưa mình không có thuế. Mình có cái chuyện từ bên này qua bên kia phải trả thuế. Mình không có chứ đâu. Việt Nam mình xưa tự do, rất là tự do. Rồi những cái chữ như là y tá thành cái chữ hộ lý. Rồi nhất là chữ hậu cần. Tôi ghét cái chữ hậu cần. Hậu cần là do bốn chữ. Hậu phương cần vụ. Là cái, hậu phương là cái phía bên sau. Mình lo việc vặt. Thành nếu quý vị thấy có một anh chàng đại tá chẳng hạn. Anh chàng sĩ quan quân đội. Thì có hai thằng cần vụ. Hai thằng cần vụ tới hai thằng lính tà lọt, hai thằng lính đi theo để sai vặt. Quý vị thấy không nè?
Thế thì cái chữ cần vụ mà hậu cần là cái gì? Tức là hậu phương cần vụ, chuyện lặt vặt ở ngữ hậu phương. Vậy mà dám đem ra so sánh với chữ logistics là quân nhu, quân cụ, tiếp tế cho quân đội. Quý vị thấy, toàn là quý vị nhắm mắt, quý vị nói theo không? Quý vị không có ý thức được gì cái ý nghĩa của vấn đề. Tiếng Việt của mình chữ nào có nghĩa nấy. Và tôi bắt đầu tôi khuyến khích các cô dạy từ lớp 3, lớp 4 ở bậc tiểu học tại các trường công á, phải phân tích nghĩa của từng chữ một và ghép lại ra cái chữ nguyên của nó. Vậy cho nên quý vị biết, tôi năn nỉ quý vị, ai cũng nghĩ mình giỏi tiếng Việt cả, chúng ai cũng nghĩ là mình cần phải trau dồi tiếng Việt hàng ngày. Thưa quý vị, tôi trau dồi tiếng Việt hàng ngày, tôi nghiên cứu tiếng Việt, tôi trau dồi tiếng Việt, tôi càng học tôi càng thấy tôi càng dốt. Vậy mà có gì mà nói, ô tiếng Việt rồi muốn học tới đây tôi chỉ cho đi về muốn học cái gì. Xin lỗi á, tôi hỏi tôi quý vị, chữ ợt trong chữ dễ ợt nó nghĩa là chi? Nó lấy từ chữ đâu ra, chữ gì ra? Nó có chữ ợt đó, chữ dễ ợt đó, giờ lo chữ gì mà ra, có hỏi quý vị có được. Nhưng thưa giáo sư là còn có thêm hai giai đoạn nữa là họ dùng những cái ngôn ngữ phố phường, chợ, búa họ đưa vô, rồi dùng chữ rất là bừa bãi. Cho nên nói chung là họ đã phá đi cái từ hạ tầng cơ sở cho đến thượng tầng, từ trên đi xuống, từ dưới đi lên là họ phá hết. Cho nên theo lời của giáo sư, xin tất cả quý vị thầy cô đang dạy ở các trường Việt ngữ hoặc là tất cả các quý vị phụ huynh hãy giúp để mà giữ tiếng Việt, hãy cứu tiếng Việt để giữ được cho nó có được một cái giá trị với thời gian và không bị mất đi. Rất tiếc chúng ta không còn thì giờ ngày hôm nay. Thanh Giang xin cảm ơn giáo sư Trần Ngọc Dụng đã đến và chia sẻ những cái suy nghĩ về cái thảm họa tiếng Việt trong cái thời gian vừa qua, và nếu không làm, không chặn đứng nó lại thì nó chỉ có biến mất đi thôi. Dạ, cảm ơn cô Thanh Giang. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời giờ theo dõi chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Đời đời con cháu dòng tiên.